đó là lập phương trình, lập phương phương trình bậc 2, bậc 2 thỏa mãn hai nghiệm x1, xin lỗi, y1, y2 biết y1 cộng y2 bằng x1 cộng x2 và y1 bình cộng y2 bình bằng 1. Đó, bằng 1. Ok chưa? Thì để lập được phương trình mà có hai nghiệm thì các bạn nhớ đến đó là x1, x2 này phải là nghiệm. X1, x2 là nghiệm của phương trình có dạng là, ở đây là y nên mình, ở đây mình ghi y luôn nha các bạn. Y bình trừ s y cộng p bằng 0. S chính là tổng hai nghiệm đó, b chính là tích hai nghiệm đó, được chưa? Vậy các bạn phải tìm được tổng nè và tích. Thì để trước khi tìm tổng tích của y1, y2 thì các bạn phải giải quyết được thằng này. Thì muốn giải quyết thằng này thì các bạn nhớ lại cái phương trình 1 người ta cho. Cái phương trình 1 nè, 2x bình trừ mx cộng m trừ 2 bằng 0. Xác định a nè bằng 2 nè, b nè trừ m nè, và c là bằng m trừ 2. Sau đó các bạn dùng hệ thức VS, hệ thức VS sẽ bằng gì ạ? À? Sẽ bằng gì ạ? À? Sẽ bằng S bằng x1 cộng x2 bằng trừ b chia a. Trừ b đâu ạ? À? Trừ b đây. Trừ b chia a. Đây. Trừ b trừ trừ thành cộng nè, thấy không ạ? À? M chia 2. Ok chưa ạ? À? Và b bằng x1 nhân x2 bằng c chia a. Đó. C chia a, c đây chia a đây, đó là m trừ 2 chia 2. Được chưa? Rồi các bạn hãy dùng cái dữ liệu đề bài cho nè. Đó. Y1 cộng y2 bằng x1 cộng x2. Y1 cộng y2 đâu ạ? À? Đây, thế vào. Và y1 bình cộng y2 bình bằng 1. Thì các bạn nhớ lại giống như x1 x1 bình cộng x2 bình vậy các bạn, bằng s bình trừ 2b đó. Nhớ không ạ? À? Đó. Vậy mình tương đương nè. Y1 cộng y2 bằng x1 cộng x2. Y1 bình cộng y2 bình sẽ bằng y1 cộng y2 tất cả bình trừ 2 lần y1 nhân y2 bằng 1. Rồi, tới đây các bạn chỉ cần thế y1 cộng y2 bằng, đây nè, s nè. Thế vào, vậy là m chia 2. Được chưa? Rồi, thế vào, đây là s bình nè. Đó. Mà s bình là thằng này nè, các bạn thấy không ạ? À? Đây nè. Lần này nè, thấy chưa? Là m chia 2 tất cả bình trừ 2 y1 nhân y2 bằng 1. Được chưa? Đó, cẩn thận nha, cái chỗ này hơi khó đó. Hơi khó ở chỗ là các bạn phải liên tưởng nhiều thứ đó. Rồi, vậy từ đây mình tương đương gì à? Tương đương y1 cộng y2 bằng m chia 2. Và các bạn chuyển vế đổi dấu ra, tìm ra y1 nhân y2 bằng, được chưa? Chuyển qua nè, 1 trừ m bình chia 4. Rồi, chia cho trừ 2 nữa, chia cho trừ 2. Cái chỗ này các bạn làm từ từ nha, cái chỗ này các bạn làm từ từ giúp lỡ nha. Đó, thì các bạn quy đồng mẫu số luôn. Thôi mình làm cho nó gọn nè, y1 cộng y2 bằng m bình chia 2. Và y1 nhân y2 bằng, đó. Rồi, quy đồng mẫu nè, ra là 4 trừ m bình chia cho trừ 8. Ok không ạ? À? Cẩn thận nha, đừng để bị sai số nha mọi người. Đừng để bị sai số. Vậy mình đã có S chưa? Rồi, mình đã có B chưa? Rồi, vậy mình có y1, y2 là nghiệm của phương trình
sau đó là y trừ y bình trừ sx cộng cộng p bằng bằng không. S đây nè, b đây nè, vậy mình sẽ tương đương y bình trừ m chia 2 y, xin lỗi đây y nha mọi người, cộng 4 trừ m bình chia cho trừ trừ 8 bằng bằng không. Ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Ok chưa mọi người? Rồi bạn nào muốn hỏi VS thì các bạn gỡ đề qua giúp lợi đi ạ. À. Bạn nào muốn hỏi